bạn. Nay mình hướng dẫn các bạn vệ sinh mã lab Asus F454L. Mã này thì đơn giản lắm, rất là nhanh. Không, mã này cũng không còn phải tháo bàn phím ra làm gì cả. Tháo nguyên mặt D ra thôi. Lật máy lên tháo toàn bộ ốc của mặt D. Cái này các bạn chú ý là nó tháo cũng rất là đơn giản, nhưng mà khi lắp vào các bạn phải cực kỳ để ý, bởi vì là mã này đặc thù là có mấy con ốc dài ngắn khác nhau, ốc rất dài, nó bắt nhầm ốc là rất dễ là bị thủng bên. Đây ta xem này, đây là có 3 cỡ ốc này, các bạn nhìn thấy không, nhà ta có 3 cỡ ốc khác nhau. Đấy, cỡ ốc rất là dài. Đấy, còn có 2 cái con ốc thì nó bình thường, nên là ngắn thế này đó. Nó ngắn hơn một tí, đây có 2 con ốc này. Đấy. Còn lại là ốc dài 2 cái con ngắn. Còn 2 cái con ngắn tí thì không nói. Đây, còn lại tầm trung trung này. Thì 2 cái con ốc này các bạn chú ý là nó ở luôn ở phần giữa của hai cái phần giữa của phần mặt đê như này. Đấy. Còn các cái con ốc dài thì ta có các cái điểm 1 thì ở 2 này, 3 này, 4 hay bên sườn này. Đấy, ta có này. Ta có 4 con ốc đấy. 1 2 3 4 5. Đấy, còn các cái điểm các cái điểm góc này là các cái con ốc ngắn như này. Đấy các bạn, nếu mà bắt nhầm ốc đấy là ta sẽ bắt nhầm ốc là ta sẽ bị thủng bên mất. Đây là tách ra bình thường. Đây là tách nha. Chờ anh tí anh à. Dạ. Đấy, ta bỏ 2 cái cát ra, một cái cát của bàn phím, cái cát nhỏ là cát của bàn di chuột, chúng ta. Rồi. Thời đoạn này, để tháo ra đến đây cái là ta phải bỏ ngay pin ra. Quan trọng nhất là ta phải bỏ luôn 2 cục pin này ra. Bỏ luôn cục pin này ra, nếu không là nhỡ ta rơi ốc tước vào đây cái là chập một bên. Con này là pin trong nên ta phải bỏ ngay. Thank you.
đấy, cũng tương tự như các mã khác, các bạn là tháo toàn bộ phần quạt tản nhiệt ra, vệ sinh sạch sẽ phần hai cái mặt tản nhiệt. Đức à, hôm qua sao mày cầm sao máy tính của anh đi à? Hả? Tao vệ sinh sạch hai cái phần keo ở mặt chip và mặt tản nhiệt, và tao vệ sinh sạch sẽ luôn cái phần quạt này và cái đầu tản nhiệt để thổi, và gió thổi ra đây nó bật, tao sẽ dùng chổi. Ở mát này mình cũng đã vệ sinh sạch sẽ rồi mà mình không cần phải lau nữa. Đấy, sau các bạn lắp lại bình thường. Chào các bạn nhé.